Rồi, chào tất cả anh em. Nay có ít đồ nghề vip vip với lợ dài cái bên cỏ ha. Cũng mới về xong. Anh em mua gì ủng hộ. Rồi. Đầu tiên là chơi đồ nghề trước đi. Cái kéo cái cành còn mới tinh nè. Cái kéo các gì các cây cảnh cái đồ gì đây nè ha, còn mới tinh nè. Dài chắc cỡ mấy cm đây. Thước cũng dục ra rồi là 1 chắc cỡ 60 55 nha. 55 60 gì đó. Rồi khỏi. Rồi 55 60 gì đó. Để đi rồi. Rồi. Để anh em có giá 100.000 nha, 100. 100 chuyển khoản không bao ship, chuyển khoản là chỉ khoảng 120. Mỗi người chịu nữa 30 ngàn tiếp mình chịu 10 ngàn. Rồi số 1 100. Đồ nghề mà không có lời. Mình nói trước. Số 1 100k. Số 2 là một cái mũi khoét. Những cái mũi lục giác khoan được đây nha. Bỏ vô máy là khoan được, những cái máy mà khoan được á là khoét là khoét ống bao nhiêu đây, ống là 42. Ủa mẹ cái thước ghét dữ chứ không biết nữa. Máy cái thước đỏ đây rồi. Khoét được ống 50 hơn ra 49 đi. Khoét lấy lõi 50 hơn mà cho nó trừ ấy ra còn 49 á nha, nặng lắm anh em nha, dài và bỏ cái khúc đuôi vô cho cỡ lên 30 mấy á, thân dầm thân tường được nha. Rồi mũi này còn gai rất là 99,5 5 phải gì đó. Rồi 220.000. Số 2 Jin bản Nhật nha anh em nha. Số 2 lấy cái xẻng kia luôn 220.000. Số 3 xẻng lục giác 17 ly luôn nha. Còn bỏ vô những cái mũi đục 17 ly của mình bán á, con đục luôn. Kiến dài dặn. Dài của nó là không tính ấy là 30. Tính chui nữa là 38. 220.000. Số 3 số 4 một rìu cán kim lưỡi 21 xăng 5 rìu rin bãi 7 xăng 3,5. Số 4 3,5. Số 5 một cái cuốc mini. Giờ cái lấy ống nước nước nóng gắn vô rồi cuốc. Đẹp cuốc. Lưỡi chiều dài của cái lưỡi 15. Ngang lưỡi không tính gắn nha, 9,5. Không tính lỗ, dài 15. Tình trạng đẹp. Rồi 100 chuyển khoản 120 anh em nha. Còn mua thêm thì đúng giá 100 thôi, thì mua hai món đúng giá 100 thôi. Thí dụ anh em lấy món này 100, lấy thêm một món 100 nữa, chuyển khoản đủ 200 khoảng 3 phí cho anh em.
còn mà lấy một món này 100.000, cho nên em có chuyển nó chuyển 120, còn phần còn lại là mình lo. Số 5, 100. Số 6, Ly Quê, hiệu con tôm, lót tết. Đâu? Mở này rồi, còn mũi nữa, mũi nhỏ, mũi lớn không? Còn hai mũi nữa không? 14 ly với 3 ly. 14 ly với 3 ly, đó. 1, từ chơi xuống là mình không có rành mấy này. 2, 3 nhịp. 3 nhịp anh em nha, rồi. Nói chung là 3 nhịp rụng. Đây, còn lại tan trứng, vật trứng nằm đây. Lật lại. Đó, rồi. 2,5. Lớp test. Mũi 3 ly, 4 ly. Bấm 3 phát. 2 phát bỏ, 1 phát lấy. Đó, nói chung là vậy nha. Cho nên thực tế màn hình. 2 phát bỏ, 1 phát lấy. Số 6, 2,5. Chuyển khoản đủ khoảng bao? Số 7. Cái này là cái gì đây? Anh em đã nói là cái đồ bị ấm, bị đồ gì đó nha. Biết phải không? Mình không rành. Đó, nó vậy á. Có thước đo cái đồ gì đây nè. Đó, bị ấm, bị đồ gì đó. Đó, 150. Số 7, 150. Chuyển khoản thêm 20. Không có lời. Bán như vui vậy, có kênh lên, có clip lên vậy chứ. Số 7, 150. Số 8, búa đẹp. Đầu nổi lên, cán xương, cao su liền lạc. Búa da ban. Búa bãi hết nha. Đầu đồ cũng còn ngon. 120, chuyển khoản thành 140. Còn mua thêm món nữa là đúng giá, chuyển khoản bao ship theo nguyên tắc theo con thần chú. Số 8. 120. Số 9 là cây bị ấm bự hơn phải không? To hơn, bự hơn. Nha. To hơn, bự hơn, dài hơn, có cán để cầm, hai xì. Này nhỏ hơn, mini hơn. Này hai xì chuyển khoản 22 cho mình. Bây giờ mấy cái này mình mua bán lên kênh cho đẹp, cho vui, cho cũng có lời. Gói hàng thì gáy băng keo gói hàng nữa rồi xong. Nặng anh nha, chứ không nhẹ. Số 9, 200. Số 10. Mở lớp mở ống nước ha. Này lóc nút slip tay qua. Đấy. Zin bãi nha. Cứng cáp. Thắng đã chưa được tóc ngọt. Mở ra thắng đã chưa được tóc được. Rồi khó. Khó không cho ra nữa. Rồi bắt đầu anh em mặn mở ống nước nha. Mở hết ngàn của nó là bao nhiêu đây? To lắm, to hơn miệng mình nữa, không lo, bự lắm, nói chung bự lắm ơi. Chưa hết nữa chưa, hết chưa, rồi hết, rồi khó, là không dùng dằn nữa, này nó xịn sò như con bò chứ không phải giỡn anh em nha, giỡn chơi đâu, giỡn mẹt đâu, 7 phân 6 ly, 7 phân 8 ly, nghĩa là thiếu 2 ly là được 8 phân. Ừ. 150. Số 10, 150. Mười một.
MCC 350 ngàn to, thắng đỡ đã chiêu được tóc ngọt. Ngọt hết. Cứng cáp MCC của Japan 150. Mở lót cục đầu 11,5. Một đôi chuột 17,21. Full Japan mở lớp 200-250. Hai cây 150. Mở lớp đầu không rơ lắc, thắng đã chiêu được tóc ngọt. 12,5. Một cây 300 ml, 300 hay 350. Cả 200 cái 300. Ngon. Toyota mới. Ngon. Full 150 hai cây. Mười ba 150. Mười bốn. Một cái búa to. Nặng như búa này không biết cỡ ký rưỡi, hai ký rưỡi gì đó. 11,5 cm. Chữ nhật khắc đầu, ký rưỡi, búa ký rưỡi. 4 phân hơn gần 5 phân. Ba trăm ml. Tên. Đầu cứng. Full. Hai cây 250. Một búa một mà lớp 300. Mười bốn 250. Rồi, còn máy pin cỡ chơi luôn. Chơi để anh em xài chơi. Ruby 14V. Thắng đã chưa được tóc ngọt. Đầu không lắc. Đấy là tập cái búa một chút, phải còn đầu búa không? Còn ở đầu búa thân máy 3,5. Móc treo dây đeo đầy đủ. Mã số 15, 3,5. Mười sáu cũng vậy, không móc treo, không dây đeo. Dây đeo mình có, anh em xin thì mình cho.
còn móc treo không có, móc treo bằng sắt á, bằng thép á. Thắng đã chưa tóc ngọt, đầu cứng, còn ở đầu búa không? Còn 320.000 thân máy 14 won. Mười sáu. Mười bảy là cây con có búa của Hitachi, 12 won, thân máy 300, chuyển khoản đủ bao ship. Đảo chiều búa con thường hai cấp tốc độ trên này, thân máy 300, mười bảy thân máy 300. Mười tám, sáu năm không năm, sáu năm không bảy gì vậy, trước còn à. Nhiều người hỏi mà cuối cùng đi không được. Không hạ giá vẫn còn 4,5. Thắng đã chưa tóc ngọt, cấp trượt. Tất cả đều phun. Cái vàng hơi dơ chút. Không dơ đâu. Thiếu chút nhớt. Ngỡ nhớt rồi xong rồi. Thắng tiếp đầy đủ. Thân máy 4,5. Đầu không lắc, tình trạng phun chức năng, 18,5. Mười chín một con góc 9,6, thương hiệu từ Hitachi, gài pin được 12. Thắng đại chiều. Test trên màn hình là nó không có điều tốt nha, mình gửi như vậy nha, test sao gửi như vậy. Máy này chắc nghĩ nó, mình nghĩ nó không có điều tốt đâu. Có thắng rồi, tình trạng nó như vậy, 200, mình không biết nó có điều tốt hay không có điều tốt nha, nhưng mà test là không có, chị báo nó không có. 19,200, 20 cây Hitachi, móc treo đầy đủ, dây đeo đầy đủ, anh em gì vệ sinh ra 12 con. Điều tốt thắng đã chưa đầy đủ. Thân máy 230.000, cây này ngon. Cây số 20, 230.000. Cây số 21 là một cây 6705. Mấy cây này nè, nó thật lòng mà nói cây này 6207 rồi, không nghĩ lý gì nữa. Này 6 tới hàng 6705 rồi. Vua con. Lô phi 2 cấp. Từ đó dù tiếng thắng nó đã cọc rọc tiếng thắng nó vậy nha anh em, chứ không phải là máy nó hư nha, cấp được hai cấp tốc độ,
đầu không anh chị ạ? Cấp trường giữ lại cấp trường nè. Dùng để cấp con nè. Chịu nổi nha. Máy chưa bao gồm vệ sinh. Anh em tự vô dầu vô mở. Cây này là hàng đỉnh luôn nè. Thân máy 2,5. Cây số 21. Cây số 22. Vua Khoan Makita 12W. Đầu tự khóa, hai cấp tốc độ. Tem mà còn đầy đủ. Đầu cứng, cấp trượt của đầu phun, đầu tự khó nữa. Thân máy quả pin 400. Hai mươi ba. Cái này thì bị bơm hay sao nè, nước phải không? Thằng này là cùng dòng anh em nha, cùng đời. Thằng này chưa được đắp khuôn. Đầu không có kẹt, đầu không có cứng. Thân máy 300. Anh em muốn chơi cặp này là xài ngon. Vừa lắm cục pin thì xài ngon. 23 300. Rồi, anh em mua gì Alomoto nha. Đó. Đặt cọc và đi đơn. Còn những cái món nào mà bao ship được mình có bao rồi, mình đã nói trên màn hình rồi. Những cái hàng pin là bao hết, chỉ còn đủ bao ship. Còn đồ nghề thì có những cái không bao. Nếu anh em mua hai món mình bao luôn. Rồi, bye bye, rồi again, chúc anh em may mắn.